cái hệ thống mà điều khiển vị trí trong các dây chuyền lắp ráp chip và các cái hệ thống máy chuyển CNC. Trên driver còn có một cái jack mà để mình có thể giao tiếp với lại BMC. Ở đây mình có thể tạo, nó có 4 bit để mình chọn cái vị trí mà mình mong muốn. Cái hạn như là cái vị trí đầu tiên thì nó cái mã số nó là 0000 thì mình chỉ cần áp 4 bit nó là 0000 thì nó sẽ tự động chạy tới cái vị trí đó. Rồi muốn chạy tới vị trí thứ 5 chẳng hạn thì mình áp vô cái mã số đó là 0111 chẳng hạn thì nó sẽ tự động nó chạy cái vị trí kế tiếp tới vị trí thứ 5. Cái việc chạy đó mình có thể chạy theo cái chế độ tương đối và tuyệt đối đều được hết. Tất cả những cái con số đó thì mình có thể chọn, mình setup trên cái phần mềm mình nạp xuống cho cái driver.